Hi, xin chào các bạn, lại là Trâm đây. Hôm nay của các bạn như thế nào rồi? Hôm nay Trâm lại cùng với các bạn lên kế hoạch tháng 10 nha. Và đây là cách Trâm sử dụng những layout mà Trâm đã chia sẻ trong video trước đây. Trước khi bắt đầu thì hãy để lại cho Trâm một like, một đăng ký kênh giúp cho Trâm có động lực để ra tiếp những video tiếp theo. Và nhớ ấn vào biểu tượng chuông để không phải bỏ lỡ những video về Bullet Journal và tài chính cá nhân của Trâm. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Bắt đầu với trang đầu tiên, đó chính là Money Log. Với trang này, Trâm chủ yếu sẽ note lại những ngày có lịch hẹn trước hoặc là những công việc mà Trâm dự định làm. Bên góc phải Money Log thì Trâm có một góc để lên mục tiêu tháng. Mỗi tháng, Trâm sẽ lên những mục tiêu khác nhau như là một tháng đọc được bao nhiêu chương sách, bao nhiêu quyển sách, học ngoại ngữ ra sao, như thế nào vân vân. Thì cụ thể trong tháng 10 này, Trâm có số lượng đăng bài lên mạng xã hội là bao nhiêu video, rồi kinh doanh riêng, tiêu về nhân sự như thế nào, rồi phát triển chi nhánh ra sao và doanh thu sẽ tăng như thế nào. Đó là toàn bộ những mục tiêu mà Trâm đặt ra cho bản thân mình cũng như là cho team trong tháng 10 này. Và Trâm cũng lên trước lịch cho công việc, một vài công việc cố định trong tháng. Ví dụ như mỗi sáng chủ nhật thì Trâm sẽ có một group để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Trâm sẽ lên lịch trước để không quên, sẽ ghi vào phần công việc của layout này. Đa phần công việc của Trâm mỗi tháng cũng giống nhau, chỉ có khác một chút xíu về nội dung, nên Trâm cố gắng sắp xếp chúng để dễ dàng làm việc cũng như là dễ dàng tập trung, đạt hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, những sự kiện như là sinh nhật nè, thì Trâm cũng ghi chú luôn vào phần sự kiện của Monthly Log. Tương tự khi mà các bạn đã có được khoảng thời gian cũng như là tính chất là công việc ngày hôm đó mình sẽ làm gì, thì các bạn nên note lại trước vào lịch tháng để không quên cũng như là có thể sắp xếp ổn thỏa hơn cho những công việc khác. Ví dụ như ngày chủ nhật khi mà Trâm đã có lịch hẹn với group thì bạn Trâm book lịch để đi cà phê thì Trâm sẽ hẹn vào ngày khác, có thể là thứ bảy hoặc là vào một buổi khác, buổi chiều chủ nhật chẳng hạn. Riêng về trang brand Trâm thì ý tưởng hoặc chiến lược kinh doanh mới Trâm sẽ viết vào trang này. Sẵn có một vài ý tưởng cho Bullet Journal tháng 11 thì Trâm cũng sẽ liệt kê vào trang brand Trâm này luôn. Khi có những ý tưởng cũng như là những suy nghĩ mà mình tạm thời chưa thể giải quyết được thì các bạn hãy viết nó vào trang này để giúp cho đầu óc mình thư giãn hơn, thoải mái hơn. Tiếp theo là trang về những bộ phim mà Trâm sẽ dự định xem. Trâm chia layout này thành hai phần là những bộ phim mới và những bộ phim mà Trâm sẽ xem lại. Trong tháng này có những bộ phim mới mà Trâm muốn xem như là Bách Yêu Phổ nè, Friend Zone. Rồi một vài bộ phim mà Trâm cũng muốn bản thân mình sẽ xem lại nếu như mà có thời gian, như là bộ Trò Chơi Con Mực nè. Thank you.
Tiếp theo là layout về kế hoạch tuần. Trâm đặc biệt là rất quan tâm lên kế hoạch trước cho cả tuần, vì thường là một tuần thì Trâm sẽ thay đổi hoặc là lên kế hoạch công việc một lần. Trong tuần, Trâm sẽ có một vài công việc cần làm. Những cái mục mà cần làm thì sẽ giúp cho Trâm không có quên những cái việc quan trọng. Ví dụ như trong tháng này, trước ngày 5 tháng 10 thì Trâm sẽ có một vài công việc mà không thể nào quên được. Ví dụ như là sẽ mở bán lại nè, rồi sẽ tuyển thêm nhân sự nè, sẽ kiểm kê nguyên vật liệu và máy móc thiết bị v.v. Sau đó thì Trâm sẽ lên to-do list cho từng ngày. Những công việc cần làm mỗi ngày hầu như sẽ khác nhau. Sau đó Trâm sẽ lên lịch ngày, bao gồm là danh sách của những công việc cần làm trong ngày. Thường thì một tuần Trâm sẽ lên luôn công việc cho cả tuần, vì tính chất công việc đa phần là lên ý tưởng và chiến lược. Những công việc này thì chủ yếu là liên quan đến tương lai và không phải di chuyển nhiều, nên Trâm lên hẳn kế hoạch cụ thể về thời gian luôn. Một phần nữa là những công việc này cần Trâm tập trung trong một khoảng thời gian dài. Chính vì vậy mà lên trước lịch sẽ giúp cho Trâm căn chỉnh được cái khoảng thời gian phù hợp cho bản thân. Về lịch tuần này thì Trâm sẽ phân bổ suốt cả tuần. Riêng hai ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật, Trâm sẽ dùng để học tập và thư giãn. Thì khi vào hai ngày này, Trâm sẽ bớt lượng công việc lại để tập trung lấy lại cân bằng cho bản thân mình là chính. Sau khi mà Trâm đã lên được danh sách những công việc cần làm của mỗi ngày, thì Trâm sẽ xét luôn khoảng thời gian mà Trâm cảm thấy là Trâm có thể dễ tập trung cũng như là đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc. Thường thì Trâm sẽ chia timeline theo hai phân đoạn, từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa và từ 2 giờ trưa cho đến khoảng tầm 17 giờ. Thì sẽ tập trung chủ yếu là công việc. Sau khoảng thời gian ăn cơm tối thì sẽ tập trung cho việc nâng cao kiến thức cho bản thân. Do khoảng thời gian này là còn ở nhà giãn cách xã hội nên Trâm sẽ phủ kín lịch tuần. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh mở cửa lại thì Trâm sẽ lên lịch cho một vài buổi trống để có thể gặp gỡ bạn bè cũng như là đối tác. Trên đây Trâm vừa chia sẻ cách Trâm lên kế hoạch trong Bullet Journal. Mong là giúp được các bạn trong việc lên kế hoạch làm việc cũng như là học tập. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Trâm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn các bạn trong video tiếp theo.